Chào các bạn đến sân bóng Slot Lớn theo dõi trận đấu trong khổ giảng đá dân dân online Serie B1 2015-2016 vòng đấu thứ hai giữa hai đội bóng Duy Đốc Bình Yên và An Lộc Phát. Đội An Lộc Phát ra sân trong trang phục áo xanh quần đen tất trắng, đội Duy Đốc Bình Yên ra sân trong trang phục áo trắng quần xanh tất đỏ. Có trọng tài điều khiển trận đấu là có trọng tài thứ nhất Nguyễn Tuấn Hoài, trọng tài thứ hai Quỳnh Xuân Bá. Thank you.
Đi lại đi. Go!
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lại người đừng lui nữa. Anh lên lên luôn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hey!
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây, đây, đây.